Nguyên nhân đất cát rơi ở đây là do các xe tải chở đất cát không che chắn, không che phủ bạt, làm rơi vãi ra mặt đường đấy. Sau tầm khoảng 30 phút thì ghi nhận được tin báo, thì chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết đất cát trên mặt đường. Sau tầm độ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì chúng tôi sẽ xử lý xong được đất cát ở trên mặt đường đấy.